chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Đi săn ngỗng phát hiện kiếm cổ ngàn tuổi. Thưa quý vị, một nhóm thợ săn ngỗng người Ireland mới đây đã có một chuyến đi thắng đậm khi tình cờ phát hiện được thanh kiếm Viking có niên đại hơn 1.000 năm tuổi. Theo trang tin Fisher, vào ngày 2 tháng 9, nhóm 5 người đàn ông trên đang săn ngỗng ở thành phố Scaftafroper, phía nam Ireland, thì nhìn thấy thanh kiếm nằm ngay trên mặt hồ. Họ cho rằng thanh kiếm này bị trận lũ năm 2015 cuốn trôi lên bờ. Một trong năm người là anh Andy John Vandimarsson liền chụp hình thanh kiếm và đăng lên Facebook. Ngay lập tức họ nhận được cuộc gọi từ cơ quan di sản văn hóa Ireland và đã quyết định đem hiện vật đi kiểm định vào ngày 5 tháng 9. Bà Christine Hunt Sigurdardottir, giám đốc cơ quan di sản văn hóa Ireland, trả lời phỏng vấn trang tin Irelandic cho biết thanh kiếm trên xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 10. Trước đó chỉ có 20 thanh kiếm tương tự được tìm thấy ở Ireland nên đây là một khám phá cực kỳ quan trọng. Bà nhấn mạnh rằng thanh kiếm sẽ được khảo sát kỹ lưỡng hơn để truy ra thông tin về nguồn gốc của nó. Trước mắt bà cho rằng thanh kiếm trên nằm trong một ngôi mộ chưa được phát hiện. Vị trí chính xác nơi tìm thấy cổ vật này không được tiết lộ bởi cơ quan di sản văn hóa muốn đào bới khu vực trên xem còn phát hiện được gì thêm không. Bà Christine nói thêm, có thể vẫn còn chút dấu vết của bao kiếm trên phần lưỡi, nhưng chúng ta sẽ biết thêm thông tin sau khi các nhà bảo tồn thực hiện một cuộc nghiên cứu toàn diện. Những thợ săn ngỗng còn phát hiện ra một vật thể khác, nhưng chúng tôi chưa phân tích. Hiện các nhà khảo cổ đã tới khu vực trên để kiểm tra xem đó có phải là khu mộ của người ngoại đạo không. Đi câu vợt được cục thịt có đuôi, người đàn ông trúng lớn kho báu bất tử, được vua chúa săn lùng trăm năm. Thưa quý vị, nấm linh chi thái tuế hay còn được gọi là linh chi thịt được mệnh danh đắt hơn vàng. Chúng vô cùng quý hiếm, từng có cây nấm được trả giá ngàn đô. Từ thời cổ đại, Tần Thủy Hoàng đã vất vả ngược xuôi tìm kiếm loài thịt linh chi này để có thể trường sinh bất lão. Cuốn sách nổi tiếng Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân cũng có ghi chép lại. Linh chi thịt cũng được liệt vào loại rau thuộc họ linh chi, có thể dùng làm thức ăn, thuốc, được coi là bản kinh thượng thực phẩm. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại thành đô Tứ Xuyên, ngôi làng nhỏ bỗng xôn xao bởi thông tin người đàn ông họ Lương đi câu bắt được nấm linh chi thái tuế trong truyền thuyết nặng hơn 9 kg. Với phần thân rộng 30-40 cm và nặng gần 9 kg, sau khi nhận dạng gen, nếu đây là linh chi thái tuế thì cục thịt có đuôi này sẽ đem lại cho người dân ở Tứ Xuyên một khoản tiền khổng lồ. Xa xưa, loại nấm linh chi này còn được đánh giá là loại siêu phẩm, cực kỳ quý hiếm để cống nạp cho vua chúa, nhằm kéo dài tuổi thanh xuân. Theo ghi chép, linh chi thịt không độc, bổ trung, tích tinh khí, tăng trí tuệ, bổ não, có tác dụng lâu dài cho thân thể, nhẹ nhàng kéo dài tuổi thọ. Theo các chuyên gia của Học viện Đông y Thiên Tân, loại linh chi này có chứa polysaccharides, protein, chất béo, nhiều loại axit amin cũng như là các nguyên tố giàu dinh dưỡng khác. Đặc biệt, chúng có khả năng phòng chống ung thư mạnh. Giá của linh chi thái tuế trên thị trường quốc tế là 39.000 đô la Mỹ trên 1 gram, hơn 866 triệu đồng. Hơn nữa, trong họ nhà linh chi, chúng ít khi được tìm thấy, thế nên đây có thể coi là mỏ kim cương, một gia tài bạc tỷ. Đào được xe gắn máy cổ trong Thế chiến thứ 2 tại Pháp. Một nhóm người Pháp chuyên đi dã ngoại để tìm kiếm cổ vật mới đây nhất đã đến một thị trấn xa xôi của nước Pháp để tìm kiếm. Nơi đây từng là chiến trường của Thế chiến thứ 2. Trong lần này, họ đã phát hiện được một cổ vật vô cùng hiếm thấy, đó là chiếc xe máy cổ. Ở một chỗ trên mặt đất, ban đầu họ đã phát hiện một phản ứng kim loại rất mạnh mẽ. Sau đó họ bắt đầu dùng tay đào xuống một chút thì phát hiện một kim loại hình tròn lộ ra. Những người này phỏng đoán rằng đây chắc hẳn là một đồ vật quý hiếm, thế là họ tiếp tục đào sâu xuống dưới đất. Khi tiếp tục đào sâu thêm nữa thì họ phát hiện đó chính là một chiếc xe gắn máy. Chiếc xe này là phương tiện giao thông còn sót lại trong Thế chiến thứ 2.
Bởi vì chiếc xe bị bùn đất rắn chắc sau nhiều năm bao bọc xung quanh, nên họ đã phải mất một thời gian khá lâu để loại bỏ đất ra khỏi chiếc xe máy này. Họ lo lắng rằng máy móc của chiếc xe có thể bị quá trình đào bới làm hỏng, nên họ chủ yếu đào bằng tay và dùng những chiếc xẻng nhỏ. Chiếc xe gắn máy DKW Luxus 300, một trong những phương tiện của quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhóm người này đã phát hiện rất nhiều công sức mới đưa được chiếc xe máy lên mặt đất. Chiếc xe được kiểm định là loại DKW Luxus 300 thời Thế chiến thứ hai, nhưng họ cũng không giữ chiếc xe này làm của riêng mà tặng lại cho Viện Bảo tàng, bởi vì dù sao thì đây cũng là một vật cổ có ý nghĩa lịch sử. Bí ẩn khó giải về kho báu bị phong ấn suốt 154 năm qua. Nhiều người gieo hy vọng tìm kiếm được kho báu chôn giấu ở ngọn núi Los Angeles tại Mỹ, nhưng cuối cùng lại hứng chịu kết cục bi thảm. Do đó, trong hơn một thế kỷ qua, người ta vẫn phân vân giữa nghi vấn kho báu bị phong ấn bởi một lời nguyền hay đơn giản chỉ là yếu tố tự nhiên là nguyên nhân gây nên những cái chết không lường trước được của gần chục người. Kho báu gây ám ảnh ở Bắc Mỹ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1864 khi Diego Moreno, một người chăn cừu trốn chạy từ Mexico, nói với một vài người khác rằng ông đã giấu một kho báu ở dọc theo con đường qua ngọn núi ở Los Angeles. Trước đó, khu vực này được biết tới với tên gọi là Cahuenga Pass. Tuy nhiên, sự thật là kho báu không phải thuộc về Diego. Theo đó, vào đầu năm 1864, có bốn người từ Mexico bí mật mang theo hơn 200.000 đô, bao gồm vàng, kim cương, ngọc trai và nhiều đồ vật quý giá khác, đến San Francisco đổi lấy súng nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến tại Mexico. Tuy nhiên, trước khi tới nơi, một trong bốn người đó đột nhiên mất dạng không rõ nguyên nhân, nghi ngờ có bàn tay can thiệp từ những điệp viên bí mật của Pháp, nên ba người còn lại đã hết sức đề phòng khi tiếp tục cuộc hành trình. Những cái chết đáng ngờ và nỗi ám ảnh về kho báu bị lời nguyền chết chóc phong ấn. Khi đến khu vực vịnh, các điệp viên Mexico phát hiện ra dấu vết từ người Do Thám của Pháp, nên họ đã nhanh chóng cắt đuôi và di chuyển tới những ngọn đồi ở San Mateo, tiểu bang California. Để đảm bảo an toàn, ba người này quyết định chia kho báu thành 6 phần và tiến hành chôn giấu ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực. Tuy nhiên, điều mà họ không hay biết là người đàn ông tên là Diego Morena đã tình cơ chứng kiến cảnh chôn giấu. Sau khi ba người rời đi, Diego quyết định cướp số tài sản lớn trên và nhanh chóng đi về phía nam để trở về nhà ở Mexico. Trên đường đi, người đàn ông này dừng lại nghỉ qua đêm ở một quán rượu tại địa phương, nhưng lại nằm mơ thấy ác mộng rằng ông ta sẽ chết nếu mang số kho báu đánh cắp được tới Los Angeles. Vô cùng sợ hãi sau khi thức dậy, linh cảm không tốt, ông ta quyết định chôn kho báu ở dưới một gốc cây lớn. Mặc dù đã chôn cất số kho báu đó, nhưng kết cục Diego Moreno vẫn mất mạng. Cụ thể là khi tiếp tục hành trình đến Los Angeles, người đàn ông này đột nhiên lâm bệnh và may mắn là trước khi qua đời, ông kịp nói cho người bạn của mình tên là Jesus Martinez về nơi chôn cất của số kho báu kia. Sau khi chôn cất Diego Moreno, ông Martinez cùng con trai là Jose Gumisindo Correa quyết định đi tìm kho báu mà người bạn nhắc đến. Martinez đã tìm thấy cái cây mà Diego nhắc đến, nhưng trước khi bắt đầu đào bới thì ông bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời. Chứng kiến sự ra đi đột ngột của cha, Correa sợ hãi và cho rằng kho báu trên bị nguyền rủa nên đã từ bỏ ý định. 10 năm sau, khi đã trưởng thành và vượt qua nỗi ám ảnh về lời nguyền đáng sợ, Jose Gumisindo Correa dự định tìm lại kho báu một lần nữa, nhưng đáng tiếc là Correa đã chết trong một vụ nổ súng ở một vùng ngoại ô tại Los Angeles. Nhiều năm sau, cụ thể là vào năm 1885, một người chăn cừu xứ Baque đã tìm thấy một phần nhỏ của kho báu bí ẩn một cách rất tình cờ. Theo đó, khi chăn thả đàn cừu ở trên những ngọn đồi, người đàn ông phát hiện ra con chó của mình trở nên kích động về một thứ gì đó ở gần gốc cây. Ông lại gần quyết định đào bới và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đào ra thấy vàng và một số những trang sức ở dưới đó. Tuy nhiên, khi người đàn ông này còn chưa có cơ hội dùng số của cải trên thì đã không may qua đời do bị rơi xuống biển trên hành trình quay trở về Tây Ban Nha. Đáng chú ý là số vàng mà ông để trong các túi trên người cũng đã bị chìm theo. Nhiều năm trôi qua, bí ẩn về lời đồn kho báu được chôn giấu gần Los Angeles bị nguyền rủa lan rộng rãi và khiến nhiều thợ săn kho báu tại địa phương phải dè chừng. Sau đó, vào năm 1939, Henry Jones, một chuyên gia về dầu mỏ, quyết định thử vận may bằng cách tham gia vào cuộc truy tìm kho báu cùng với một vài người, nhưng không thu được kết quả gì. Kết cục là vào cuối năm 1939, ông Jones cũng qua đời vì tự sát. Kể từ đó, kho báu bị phong ấn ở gần Los Angeles, năm nào cũng nghi vấn về lời nguyền chết chóc, khiến 9 người thiệt mạng tới nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã
Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.